Các bạn bấm vào biểu tượng YouTube, bấm vào đây. Sau đó là cái phần là tìm kiếm, các bạn bấm vào Bonsai Channel tìm kiếm. Bấm vào đăng ký kênh. Sau đó là các bạn bấm vào nút chuông. Đấy, nút chuông. Hôm nay thì mình review cho các bạn là cái kéo nó tên là Miki, mã số TG002. Trên tay mình cầm cái kéo này khá chắc chắn. Đây là kéo cắt cành. Thì về đặc điểm của kéo này thì với kim loại cao cấp của Nhật, nó có cái nút xoay. Đây chúng ta phải tháo ra và tra dầu vào và chỉnh độ sát của kéo. Ngoài ra thì chúng ta có cái hãm bằng kim loại. Đây, chúng ta có thể lật ra. Đấy. Với kéo này thì với khẩu độ miệng mở miệng rộng rất rộng. Đấy. Và được nút bằng cái thanh lò xo cao cấp có độ đàn hồi rất mạnh. Đấy. Ok. Với kéo này thì chúng ta cắt được những cành tầm trung và cũng tầm cỡ cũng lớn đấy các bạn. Cắt với cảm giác cầm kéo này khá là đậm tay. Đây là hàng thép với thép kim loại của Nhật cao cấp, cầm rất là thích các bạn. Đó. Rồi xong, sau khi mà chúng ta cắt xong thì chúng ta có thể gập lại. Đấy, gập lại bánh này. Đây. Ok. Và trên này thì các bạn lưu ý là về phía công ty họ đặt cho mình cái mã số trên này. Đấy. Tên là Nhật Bản mà dập in số và chữ khắc chìm trên sản phẩm. Cầm rất chắc chắn. Ok. Về phần thân này thì với thiết kế là 100% là kim loại thép. Đấy. Cắt cái này thì thích lắm. Và đặc điểm ở trên mũi thì các bạn thấy rằng là nó có một cái điểm thừa này. Công ty họ thiết kế như vậy. Thì chúng ta cắt nó có cảm giác là ví dụ cái bề mặt này nó rộng thì cắt những cái cành lớn. Đây là cái phần đón, cái tay đòn nó đón cái cành như này. Cắt nó sẽ đón dài ra, đảm bảo cành nó không bị dập. Ok. Ok, với thiết kế của kéo này thì chúng ta có thể sử dụng cắt những cành nó rất là thoải mái, chắc tay, đầm tay. Đấy. Và muốn kéo có độ bền thì các bạn hãy tra dầu mỡ sau khi chúng ta cắt nó đi. Cắt cành, đúng không nào? Cảm ơn các bạn đã xem video. Và các bạn giúp mình muốn tìm hiểu thêm về sản phẩm thì vui lòng click vào đường link ở bên dưới để biết thông tin chi tiết. Cảm ơn mọi người.